Kính thưa quý vị, dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã đầu tư vào 149 quốc gia với tổng giá trị là 962 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2013 đến nay. Các nguồn vốn này chủ yếu là cho vay với điều kiện ngặt nghèo. Dự án của Trung Quốc này là mô tả con đường tơ lụa từ thời cổ đại mà Marco Polo là thương nhân người Ý đã mô tả rằng đây là con đường an toàn nhất trên thế giới. Một người dân có thể đeo vàng đầy người đi trên con đường này và vẫn được sự bảo vệ an toàn của Đại Hãn từ thời nhà Nguyên. Con đường này đã thúc đẩy giao thương, thúc đẩy sứ thần ngoại giao của cả thế giới với Trung Quốc. Thế nhưng, kể từ khi triển khai dự án sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, có một số nước đã lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ lệ thuộc chính trị vào Trung Quốc như là Ecuador, Chile hay như gần Việt Nam chúng ta thì có Lào, Campuchia và nhiều nước khác. Trong khi đó, mặc dù Việt Nam được Trung Quốc chào mời vay rất nhiều lần, nhưng Việt Nam đã thực thi những chiến lược nhằm không bị rơi vào rủi ro này và đã thành công hơn nhiều quốc gia khác để kinh tế phát triển. Thế nhưng gần đây, một thông tin đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược của Việt Nam khi Thủ tướng Phạm Minh Chính được Trung Quốc mời tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên năm 2024 từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6. Sau sự kiện này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ với các tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, đặc biệt là tập đoàn thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc và cho biết Việt Nam muốn hợp tác với Trung Quốc về dự án đường sắt, đặc biệt là phát triển các dự án đường sắt từ Vân Nam qua Lào Cai đi Hải Phòng, tuyến Lạng Sơn đi Hà Nội, tuyến Đông Hưng đi Móng Cái về Hải Phòng. Điều này gây nên nhiều ý kiến trái chiều về sự hợp tác Việt Nam và Trung Quốc. Có nhiều ý kiến thì cho rằng hợp tác với Trung Quốc sẽ biến Việt Nam trở thành con nợ của Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra, liệu Việt Nam có dính đến bẫy nợ của Trung Quốc hay không? Và dự án này hợp tác với Trung Quốc liệu có tốt đẹp hay Việt Nam đang tự đưa mình vào tròng? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Để giải đáp thắc mắc, chúng ta cần phải tìm hiểu về việc Trung Quốc và Việt Nam hợp tác về đường sắt như thế nào. Trung Quốc đầu tư toàn phần, tài trợ một phần hay bàn giao công nghệ. Đối với Việt Nam, chúng ta đang nỗ lực đẩy mạnh kết nối giao thông nhiều hơn, trong đó có kết nối đường sắt phục vụ phát triển xanh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước. Việt Nam là láng giềng của Trung Quốc, do đó hai nước phải đẩy mạnh kết nối giao thông. Thủ tướng nêu rõ, Trung Quốc có thế mạnh về phát triển đường sắt kết nối cả nước và cả đường sắt đô thị. Do đó, Việt Nam mong muốn trao đổi tìm cơ hội hợp tác, mong Trung Quốc hỗ trợ thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là phát triển các dự án đường sắt từ Vân Nam qua Lào Cai đi Hải Phòng, tuyến Lạng Sơn đi Hà Nội, tuyến Đông Hưng đi Móng Cái về Hải Phòng. Ba tuyến đường sắt này dài hơn 700 km có vai trò quan trọng. Việt Nam mong triển khai sớm, đồng thời cũng mong muốn đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp đường sắt, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Phó Chủ tịch công ty CRCS Tôn Vinh Không cho biết, doanh nghiệp này muốn hợp tác cùng phía Việt Nam trong sản xuất, chuyển giao công nghệ, chế tạo, đầu máy, toa xe phục vụ, khai thác vận tải. Đây cũng là tiền đề hợp tác cho các dự án đường sắt tốc độ cao sau này. Qua phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy, Việt Nam chúng ta không dựa hoàn toàn vào đầu tư từ Trung Quốc, mà thứ chúng ta muốn là chuyển giao công nghệ. Việc kết nối Việt Nam-Trung Quốc chỉ các tỉnh trọng điểm phía Bắc giúp kết nối giao thương giữa hai nước, chứ không phải là công trình kết nối nhiều nước trong con đường tơ lụa của Trung Quốc. Với việc Việt Nam hợp tác đường sắt với Trung Quốc, sẽ có nhiều người nghĩ tới tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông, bẫy nợ từ các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Tháng 11 năm 2011, khi dự án chính thức được khởi công, người dân Hà Nội khi đó được hứa hẹn sẽ thụ hưởng tuyến đường sắt trên cao vốn chỉ có ở các đô thị hiện đại trên thế giới. Và 4 năm sau đó, nhà cửa bắt đầu bị giải tỏa, cây cối bị chặt hạ, giao thông ùn tắc suốt gần một thập kỷ thi công dự án. Nhưng những lời hứa cùng các mốc thời gian cứ thế trôi đi. Tháng 12 năm 2015, sang tháng 9 năm 2016, rồi từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017, rồi đến tháng 12 năm 2017, tháng 9 2018, mãi đến năm 2020, tuyến đường sắt vẫn như hài nhi trong cơn thai nghén, chưa hẹn ngày chào đời. Với tổng mức vốn đầu tư là hơn 552 triệu đô, tương đương với 8.770 tỷ đồng. Năm 2014, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư của tuyến đường sắt tăng lên 868,4 triệu đô, tương đương với hơn 18.000 tỷ đồng. Do thay đổi điều chỉnh bổ sung phát sinh so với thiết kế cơ sở, biến động giá nguyên vật liệu, tỷ giá quy đổi, chế độ, chính sách và giải phóng mặt bằng kéo dài, nên phía tổng thầu Trung Quốc đề nghị điều chỉnh kinh phí. Dự án sau đó thì liên tục lùi tiến độ do thiếu vốn và giải ngân chậm.
phải đến tận 2021, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mới đi vào hoạt động, chậm tiến độ 6 năm so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, thực tế là điều này cũng không hoàn toàn đổ hết lỗi về phía Trung Quốc được. Ta có thể thấy rằng dự án chậm tiến độ phần lớn lỗi nhiều đến từ phía Việt Nam. Dự án này đã thai nghén từ năm 2000 đến năm 2003. Việt Nam và Trung Quốc đã thỏa thuận về việc Trung Quốc giúp Việt Nam xây dựng đường sắt đô thị. Năm 2004, hai bên thỏa thuận tuyến đường từ Hà Nội đến Hà Đông. Đến năm 2008, hiệp định khung giữa chính phủ Việt Nam và Trung Quốc về việc Trung Quốc cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi mới được ký kết và quyết định xây dựng công trình. Việt Nam chọn tổng thầu Trung Quốc thiếu kinh nghiệm triển khai, dẫn đến công tác quản lý điều hành và nhiều lúng túng và bất cập. Liên quan đến việc đội vốn, theo dự toán ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư là 8.770 tỷ Việt Nam đồng, nhưng đến năm 2016 đã phải điều chỉnh lên 18.000 tỷ Việt Nam đồng. Việc đội vốn này có nguyên nhân từ việc Việt Nam thay đổi thiết kế. Trong dự toán ban đầu, chỉ có 15 tỷ Việt Nam đồng được chi cho thiết kế, nên dễ hiểu vì sao thiết kế hết sức sơ sài theo kiểu đối phó cho có. Vì thiết kế chưa được hoàn chỉnh nên do vậy dự án phải vừa thiết kế vừa thi công. Vì ban đầu Tổng thầu Trung Quốc được Bộ Giao thông Vận tải trao một cơ chế đặc thù. Theo đó, Tổng thầu được phê duyệt thiết kế kỹ thuật do mình làm. Tư vấn giám sát dự án cũng là một đơn vị của Trung Quốc và đơn vị Trung Quốc này đứng ra phê duyệt bản vẽ thi công. Chỉ khi có ý kiến rõ ràng từ chính phủ là không được làm như vậy thì Bộ Giao thông Vận tải mới thu hồi cơ chế đặc thù này. Bởi vậy, khi tổng mức đầu tư tăng với nguyên nhân chính là do sự thay đổi thiết kế, bên cạnh nguyên nhân lạm phát cao và tăng phí khi giải phóng mặt bằng, Bộ Giao thông Vận tải buộc phải đồng ý vì sự đã rồi. Chính lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng thừa nhận là việc đặt ban quản lý dự án thuộc Cục Đường sắt là không đúng vì Cục thiếu kinh nghiệm rồi phải chuyển ban quản lý dự án về Bộ. Lãnh đạo ban quản lý cũng đã bị thay đổi khi có người thì dính vào điều tra tham nhũng của các dự án khác, có người bị giáng chức khi tai nạn thi công xảy ra. Vì yếu kém trong bộ máy quản lý dự án nên tổng thầu mới tự tung, tự tác. Họ chia nhỏ công tác xây lắp cho rất nhiều nhà thầu phụ, dẫn đến chồng chéo trong thi công, mâu thuẫn giữa các nhà thầu phụ với nhau và với tổng thầu. Cũng vì thế mà việc giám sát và kiểm tra tiến độ, chất lượng không được làm một cách nghiêm túc, dẫn đến chậm tiến độ. Như vậy ta có thể thấy rằng việc này lỗi ở cả hai phía, khi chúng ta quản lý chưa tốt nguồn vốn ODA và thiếu kinh nghiệm triển khai dự án, chứ không hoàn toàn là bẫy nợ từ phía Trung Quốc. Nếu nhìn sang hai dự án đường sắt trên cao trong cùng thời điểm là Nhổn - ga Hà Nội do nhà thầu đến từ Pháp và tuyến Bến Thành - Suối Tiên ở trong thành phố Hồ Chí Minh do nhà thầu Nhật Bản xây dựng thì đều trong tình trạng chậm tiến độ và đội vốn còn hơn nhiều so với tuyến Cát Linh - Hà Đông. Vậy nhưng hiếm khi chúng ta tìm thấy một bài báo hay tin tức nào đổ lỗi cho phía Nhật Bản hay Pháp, hoặc là nói rằng đó là bẫy nợ của họ. Từ tuyến Cát Linh - Hà Đông cho tới sự việc Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Trung Quốc thúc đẩy hợp tác và đầu tư vào ngành đường sắt Việt Nam, ta thấy rằng tâm lý bài Trung đang có phần trở nên cực đoan. Điều này thì cũng dễ hiểu khi mà chúng ta đều biết rằng Việt Nam và Trung Quốc đang có tranh chấp tại Biển Đông, cũng như những cuộc chiến xâm lược từ thời cổ đại đến năm 1979. Thế nhưng cần nhìn nhận vấn đề công bằng và khách quan nhất. Trước hết, hãy nói về việc tại sao Việt Nam lại tìm đến sự hỗ trợ của Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt mà không phải là nước nào khác. Thứ nhất, xét về công nghệ, kinh nghiệm và năng lực, Trung Quốc đang đứng số 1 ở lĩnh vực đường sắt này. Dù xây dựng đường sắt cao tốc sau những nước khác hàng chục năm, nhưng Trung Quốc phát triển thần tốc và hiện đứng đầu thế giới với mạng lưới dài hơn 42.000 km được xây dựng chỉ trong khoảng 15 năm. Trung Quốc còn có khả năng xây dựng với chi phí giá rẻ và tốc độ nhanh, ứng dụng nhiều loại máy móc và robot hiện đại. Các kỹ sư Trung Quốc đang sử dụng robot xây dựng trang trí thông minh nhân tạo để phát triển đường sắt với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Theo số liệu của B1M, năm 2021, châu Âu tốn khoảng 25 đến 39 triệu USD cho mỗi km đường sắt cao tốc, trong khi ở Mỹ con số này lên tới 56 triệu USD. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ mất khoảng 17 triệu USD cho 1 km đường sắt cao tốc. Thứ hai là Việt Nam và Trung Quốc đang có sự hợp tác sâu rộng về kinh tế cũng như trên nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc là một trong những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, lại ở ngay sát Việt Nam, có ưu thế về thời gian và giao thông. Vì vậy, tìm tới Trung Quốc cũng là sự lựa chọn hợp lý. Đường sắt này cũng kết nối với hệ thống đường sắt Trung Quốc. Việc này giúp giao thương thuận tiện, tăng kết nối hạ tầng và xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt có thể nhanh chóng hơn so với đường bộ và có chi phí thấp hơn so với đường hàng không, giúp thúc đẩy thương mại giao thương giữa hai quốc gia. Và thứ ba, Việt Nam đang tìm tới sự hỗ trợ của tập đoàn thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc. Đây là tập đoàn lớn và có uy tín nhất về xây dựng đường sắt trên thế giới.
họ đang làm ăn với rất nhiều quốc gia khác nhau, với những dự án còn lớn hơn thế này rất nhiều. Và chắc chắn là chẳng ai muốn mất đi uy tín trong mắt của khách hàng. Nhìn chung, kể cả Trung Quốc muốn gây sức ép lên Việt Nam đi nữa, thì họ có nhiều cách hơn và nó còn có hiệu quả hơn rất nhiều so với dự án đường sắt này. Ví dụ như trong lĩnh vực nông sản, một khi Trung Quốc lùng sục thu mua một loại nông sản khác lạ nào đó và đẩy giá lên cao như là điều khô, đỉa, vân vân, cũng làm thay đổi luôn mô hình nuôi trồng, dân cũng chuyển sang nuôi trồng loại nông sản đó. Đến khi họ không thu mua nữa thì rớt giá thảm hại các nhà vườn điêu đứng. Hoặc mỗi khi Trung Quốc đóng cửa biên giới chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã đủ thương lái Việt Nam nhiều phen điêu đứng. Nhiều lần chúng ta giải cứu dưa hấu, sầu riêng, thịt lợn, vân vân. Vấn đề này, lĩnh vực xuất khẩu chắc chắn sẽ biết rõ do Việt Nam và Trung Quốc hợp tác kinh tế sâu rộng, gần 20% lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam đến Trung Quốc lớn thứ hai chỉ sau Hoa Kỳ. Trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc cũng không có nhiều động lực trong việc làm gia tăng sự thù địch và căng thẳng với Việt Nam. Kể từ năm 2022 cho tới nay, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng. Tranh chấp và đụng độ trên Biển Đông cũng đã hạ nhiệt hơn rất nhiều so với những năm trước đó. Năm 2023, ông Tập Cận Bình cũng đã tới Việt Nam. Hai bên ký kết cộng đồng chia sẻ tương lai, chứ không cùng chung vận mệnh. Việt Nam đã khéo léo trong việc tránh chung vận mệnh với Trung Quốc. Vì nếu chung vận mệnh, Trung Quốc đi lên thì ta sẽ đi lên. Trung Quốc đi xuống, chúng ta cũng phải đi xuống. Đây là một điều kiện bất khả dĩ mà các nước xung quanh chúng ta đã và đang mắc phải như Lào và Campuchia. Chính vì vậy, việc nhiều người cho rằng Trung Quốc có thể dùng đường sắt này để đẩy Việt Nam vào bẫy nợ thì đó là điều không cần thiết và cũng khá là bất hợp lý. Trung Quốc cũng đã xây dựng rất nhiều dự án đường sắt tại Lào và Thái Lan và các dự án này đều cho thấy kết quả là đẩy mạnh trao đổi kinh tế giữa hai bên. Ví dụ như đường sắt cao tốc nối thủ đô Viêng Chăn của Lào vào thành phố thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã chính thức được khai trương vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Chỉ sau một năm, tuyến đường sắt này đã vận chuyển hàng hóa tương đương với 10 tỷ nhân dân tệ, 2 triệu tấn hàng, gần 1 triệu hành khách. Điều này đã tạo ra cho Lào cơ hội để trở thành siêu trung tâm thương mại trên đất liền. Thái Lan là quốc gia tiếp theo để tận dụng được lợi thế tuyến đường sắt hiệu quả nhất. Bộ Thương mại Thái Lan cho biết kim ngạch xuất khẩu trái cây của nước này sang Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc đi vào hoạt động từ cuối năm 2021. Hàng hóa của Thái Lan xuất sang Trung Quốc qua hệ thống đường sắt này đã đạt 55 triệu đô la trong năm 2022, tăng gần 21 lần so với năm 2021. Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan sang Trung Quốc qua tuyến đường sắt này đã đạt hơn 80,2 triệu đô la, trong đó có tới 72% là kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tươi, ngay cả tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 công bố mới đây cho thấy lãi sau thuế của tuyến đường sắt đô thị này đạt hơn 13,1 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2022 và là năm thứ hai liên tiếp công ty có lợi nhuận dương. Thế nên, hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào việc Việt Nam có tận dụng tốt thời cơ và nguồn lực hay không. Trung Quốc cũng giống như các ông lớn khác ở châu Âu hay là Hoa Kỳ đang đổ nguồn vốn đầu tư và làm ăn tại Việt Nam. Nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc tổng giá trị khoảng là 56 tỷ đô la. Tuy nhiên, Việt Nam đã nhập khẩu từ họ lên tới 110 tỷ đô la. Điều này có nghĩa là Việt Nam đang chịu thâm hụt thương mại khoảng 54 tỷ đô la. Đây là một vấn đề khá nhức nhối với nhiều quốc gia khi làm ăn chung với Trung Quốc. Động lực để ông Trump phát động chiến tranh thương mại, tất cả đều đến từ thâm hụt thương mại với Trung Quốc mà thôi. Ước tính hiện nay, mỗi năm Hoa Kỳ phải chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 355 tỷ đô la khi làm ăn với Trung Quốc. Lý do đơn giản là bởi Trung Quốc vốn là một nền kinh tế lớn, hàng hóa giá rẻ và đa dạng. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản, trong khi hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, nguyên liệu cho ngành sản xuất. Thâm hụt thương mại nghĩa là số tiền xuất ra nhiều hơn số tiền thu vào và họ sẽ phải bù đắp bằng cách đi vay hoặc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Nếu chúng được sử dụng một cách khôn ngoan, ví dụ như tập trung và tăng năng suất thì nền kinh tế sẽ phát triển, ngược lại sẽ gặp khó khăn. Tính đến hiện tại, Việt Nam vẫn đang làm khá tốt điều này, mặc dù nhập siêu từ Trung Quốc. Thế nhưng, năm 2023, xuất siêu của toàn nền kinh tế Việt Nam vẫn lên đến 28,3 tỷ đô la. Chưa kể là mặc dù có những điểm tiêu cực, nhưng thâm hụt thương mại cũng có một số tác động tích cực. Khi sản xuất trong nước không đủ, nhập khẩu sẽ đáp ứng nhu cầu, giúp hàng hóa ổn định giá cho người tiêu dùng và góp phần giảm lạm phát. Còn về mặt xuất khẩu, Việt Nam cũng đã chủ động đa dạng hóa đối tác để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Đến nay, nước ta đã có bán hàng khắp thế giới và không sợ bị chi phối. Công bằng mà nói, Trung Quốc là một thị trường và cũng là một nguồn vốn khổng lồ mà không ai có thể cưỡng lại được, ngay cả Hoa Kỳ.
Thế nên, việc thế giới phụ thuộc vào họ cũng là điều dễ hiểu, trong đó có cả Việt Nam của chúng ta. Điều này có thể thấy rõ trong đại dịch COVID-19 khi Trung Quốc tiến hành giãn cách xã hội, chuỗi cung ứng toàn thế giới bị gián đoạn và khiến cho hàng loạt quốc gia bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, tâm thế của Việt Nam đối với Trung Quốc là trong hợp tác có rủi ro và ngược lại. Nếu chúng ta thái quá thổi phồng các bất đồng, mâu thuẫn với Trung Quốc thì đây là một sai lầm. Và tồi tệ nhất là tương tự như tình hình hiện tại giữa Nga và Ukraine. Đương nhiên, khi nhắc đến điều này là có cơ sở khi vào ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức là chỉ khoảng 2 tháng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi đó đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng sẽ không để thảm kịch của Ukraine xảy ra quanh chúng ta. Đây rõ ràng là một thông điệp gửi tới Việt Nam. Còn về dự án xây dựng tuyến đường sắt này, ta phải đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế của tất cả các phương án một cách khôn ngoan. Nếu không, sẽ tự biến mình thành con nợ của Trung Quốc. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.